Rồi con lôi đi đâu á trời? Hả? Con lôi iPad đi đâu? Mà con có mang dép con vô chưa? Tại sao không mang dép vô? Không mang dép vô là cô chú hả la mẹ đó. Cô chú nói là mẹ nên cho chay mang dép vô nhiều đó. Cái đôi dép mà nó đi dép sổ ngón giống như mẹ nè. Mẹ vô mẹ lấy cho chay nha. Đôi dép mà sổ ngón vô á, nhớ không? Có không 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 không. Rồi làm gì quần cứ tuột rồi cứ nắm kéo lên hoài à. Cô đi đâu ạ? Rồi nói nó kéo miết luôn rồi, có được nó không? Có được không? Ủa rồi đi đâu vậy? Đi qua nhà Audrey hả? Audrey đâu có nhà đâu. JD, Audrey is not home. You know what day is today? Hôm nay là thứ ba Audrey không có nhà. Thứ tư Audrey mới về tới. Cô hiểu không? Audrey bữa nay là Audrey ở nhà với lại ở bên nhà của ba Audrey, nhớ không? À, thổi bông là phải chu đích, đúng rồi. Chu làm sao, chu làm sao? Làm sao? Làm sao? Tự nhiên nó lôi cái iPad nó ra đây có được không? Khổ ghê, chút tôi phải lâu về. Đời tôi hả, nó không bận rộn, nó không có vui hay sao? Có vô, đó, vô lý không? Ai mượn ấy xong đã ra dơ tay cái lại lấy nước người ta chùi. Rồi, hết nước rồi. Hết nước rồi. Ai mượn con? Cái nước đó là chừng nào mình không chơi nữa là mình phải đổ ra, không phải là có mũi với lại dơ, hiểu không? Không. Trời ơi, vô chùi vô đồ hả? Vui ha? Vui ghê á. Bởi vì tôi đâu dám cho mặc đồ mới. Cho mặc đồ mới là nó rồi bây giờ hôm nay lại là câu chuyện bé chay công chúa bong bóng với lại công chúa trong trống hả? Nàng công chúa trong trống không còn yêu mưa nữa. Đó, rồi đi nhổ cái quần ta lên. Trời đất ơi. Rồi sao nữa? À rồi nó muốn thay đổi vị trí. Nó không muốn cái cây nó nằm bên đó, nó muốn cây nằm bên đây. À thay đổi vị trí đi. Nói với con Audrey mà chơi đó, đó là hai đứa cứ thay đổi vị trí chống chống vậy đó. Thay miết vậy đó. Đứa thích bên này, đứa thích bên kia, cắm vô rồi đó. Trời ơi, con lắp vô kìa. Trời ơi, vậy là trồng cây được rồi. Thôi mua cho cà chua với lại dưa leo về cho chồng đi cho rồi. Đè. Yeah. Đè, đúng rồi. Được chưa? Để đây mày lại mày cột cái dây quần lại coi chứ nó cứ tuột hoài mày mệt quá. Rồi, được chưa? Nàng công chúa trong trống không còn yêu mưa nữa. Rồi để lại mày cột dây quần lại cho. Đây này. Cột lại. Trời ơi tự cột luôn có được không? Cột sao? Cột sao? Cô đứng cột dây quần kìa, cô tướng đứng cột dây quần kìa. Quay quay thẳng quay lại đây coi, quay lại đây. Ừ. Rồi. Đây mày cột cho, đây mày cột cho. Yêu. Yêu gì? Đây là đây mày cột dây quần cho con. À, Audrey á, là từ chủ nhật cho tới thứ tư á, là ở bên với ba. Còn á, hả thứ năm, thứ sáu, thứ bảy á, trưa chủ nhật á, là ở với mẹ, ăn khổ. Tội chứ. Chia ra cứ ở vậy đó, không được ở chung với ba mẹ bởi tội chứ. Mẹ của Audrey thì hình như sinh năm 90 hay 91 gì, bữa hai đứa ngồi nói chuyện với nhau á. Chay à, nhà người ta mà cũng lên cũng mở cửa chay. Không, Audrey không có nhà, Audrey ở nhà bên ba Audrey á. Tới ngày mai mới về. Chia nhau ra nuôi con rồi vậy đó. Tội chứ. Thôi 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 đừng có phá đồ của người ta. Đồ gì của người ta. Ngọc nói với mẹ của Audrey là ví dụ như mình muốn đi đâu á, cứ để Audrey ở nhà Ngọc cho chơi với con trai. Xong rồi cái hả rồi cái muốn đi đâu đi cho nó thảnh thơi. Để vài ba tiếng cũng được, không sao hết. Ngọc giữ giùm cho con trai có bạn chơi rồi này kia nọ. Cũng giúp đỡ nhau vậy đó. Rồi cái mẹ của Audrey nó ừ bên tao cũng vậy, mày mà có cần gì cứ để con trai qua đây rồi tao giữ luôn cho vậy đó. Người đó hai người mẹ độc thân mà, con phải chu đích cho thiệt nhọn, cái đích con phải nó thiệt nhọn thì nó mới chạy, đích phải thiệt nhọn. Rồi tay đừng có bợ đích làm chi, tay đừng có bợ đích làm chi, lấy tay ra, lấy tay xuống không cần bợ, đúng rồi. Rồi chưa, sao không trong trống không quay.
Chào Hả? Sao? Coi iPad. Ngồi đây coi iPad hả? Ngồi dưới đây rồi wifi đâu coi. Wifi đâu coi. Ồ được rồi, đúng rồi. Chơi chu xong chơi rặn xong là bây giờ trong chóng mới quay đó, hay ghê chưa? Nó nghe nè, mà coi iPad phải coi nhà chứ coi ở đây rồi wifi đâu coi. Hả? Ai á? Cái chú hàng xóm á, ở trên lầu mình giờ cũng đi chạy bộ đó. Nè. Đúng rồi, thôi đi mẹ bác đi về nhà. Ôi trời ơi. Chạy sao? Ồ, chạy vậy hả con? Ôi rồi, rớt trong trống rồi. Anh nghe chạy. Chiếc cặp kìa. Giờ đi câu cá á. Chiếc cặp hôm nay có bà ngoại hay gì tới là gì, dạo này thấy hay đi hang ao chơi với bà ngoại lắm nè. Cũng được, cho anh đỡ cô lên. Đi con. Nàng công chúa bồng bông, không còn yêu mơ nữa, dường như không yêu không giận hơn. Rồi ông đã chuẩn bị đem cái súng ra để bắn ra bùm 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 cho mấy con vịt nó đi xuống á. Rồi có những lúc mưa vô tình làm buồn công chúa bồng bông nhiều lần. Con làm gì chơi? Chơi đi vô nhà mang dép vô đi con. Đây mày cột quần lại cho nè, mệt quá. Mẹ chơi quá gắt rồi thiệt chứ. Một đôi vớ thì màu gray là màu xám. Một trời đất ơi có được không? Một đôi thì màu trắng. Coi chơi gắt không? Có không ai mà chơi mà thiết kế mà xì tai mà design mà fashion như mẹ Ngọc của chay. Trời ơi fashion là fashionista. Phải thời buổi này mà ai còn mang vớ giống nhau nữa. Lạc hậu, người ta gọi cái đó là gọi là lạc hậu phải không? Mang như vậy mới đúng là mang như vậy mới được gọi đúng là con người của hả thế kỷ 21. Cái tự nhiên con đem cái iPad con cầm chỉ cho cuộc đời con khổ dữ chay hè. Cuộc đời bình yên đi một mình đã thấy nặng nề rồi còn đi còn xách theo iPad nữa. Ý là cho người ta coi là ta biết mình là doanh nhân thành đạt á hả? Khùng dễ sợ, tự nói tự cười luôn. Cô đi đường nào? Ủa đi đó anh chị? Ba gần về rồi nè. Trời ơi anh ấy vớt được con cá bự chà bá lửa kìa chơi kìa. Siêu to khổng lồ kìa. Vô coi không? Bong bóng bay mưa, bong bóng không nghe xa lầy. Sao tự nhiên mẹ hát bài công chúa bong bóng quá trời. Coi được cuộc đời, đây mẹ đưa mẹ cầm giùm cho. Đưa mẹ cầm giùm cho. Đó, coi cuộc đời tôi khổ không? Đó, nó ưng vậy đó, cuộc đời tôi mà. Đi trong nhà không chịu, nó đem đi ra đây đã rồi, có bắt tôi cầm giùm. Cái gì á? À, chạy phải không? Bắt trớn chạy phải không? Rồi bắt trớn đi. 1, 2, 3 vô. Không, hai mẹ con như đúng phim vậy đó. Hiểu nhau lắm. Chuẩn bị làm gì là kêu làm đó liền. Rồi chuẩn bị nha, bắt chấn nha. 1 2 3 vô. Ai đâu? À cái lon á, trời ơi nó chỉ ai đó thấy chưa, cái lon mà nó hỏi mẹ ai á. Con nói mẹ ơi cái gì á, sao nay rong riêu gì đâu tùm lum quá trời vậy. Này rảnh lấy cái bù cào mấy cái rong lên cho sạch nước. Rong riêu gì đâu quá trời. Trời ông này bắt ổng bắt cá mà làm gì thấy cực khổ vậy, ông nằm lết. Ông nằm lê lết ông bắt cá gì khổ dữ vậy. À, coi cá bự không? You see, is that a fish? We're trying to catch some minnows. My sister's turtle. Oh. It's not working well. No. Bắt cá. Cháy. Ba kìa, ba đẩy gì vô kìa. Vô hello ba đi. Hi. Vô chạy vô mừng ba chứ đứng hả gì chứ đập chân cái quá.
about maybe giving this to Audrey's mom? See if she wants it. Mom, hi back. Yo. Mom, what do you eat? Kê má con, thử không? Mom, đi ạ. Ngồi xuống. Chị ăn cơ, ăn gì chay? Ăn gì vậy? Trời ơi, thấy chưa, bây giờ nó đòi nó thay cái váy Elsa, nó meo đồng hồ, bây giờ nó ăn đồ kem, ăn kem giống Elsa, màu giống Elsa luôn. Ngồi đây mẹ coi, ngồi đúng đúng màu luôn phải không? Cho con ngồi lên ghế cho mẹ coi, ngồi lên ghế này coi, này nè con, ghế này nè con. Đâu ạ? À? Đi đâu? Mình ăn, mình ngồi chỗ mình ăn đi. Lang thang à. Lang thang trên đường mưa rơi. Chay, lại coi mấy trời, lại coi mấy con chó gì lại tắm rồi chay. Đi không? Lại coi 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 mấy chó tắm không chay. Thơm, tự nhiên ra đây cái thơm, thơm mùi nước của nước sông vô ghê luôn. Wow. Đúng rồi đó, trời gió thổi thì hửi được thơm mùi sông nè. Wow. Mùi giống như mùi rong vậy đó. Thơm quá. Người ta gửi, người ta nghe mùi thức ăn ai nấu, còn tôi nghe mùi sông với mùi hả, mùi cỏ cây. À, thơm quá. Chay nghe không chay? Trời ơi, coi coi coi. Sao ăn không ngồi xuống ăn đi cho nó tươm tất. Hả con? Trời ơi, nó phái cái đầm này mẹ mua, phái cái đầm này ghê luôn, phái. Trời ơi, mấy cô gọi mua dị hoa nghỉ tay, trời ơi, nó thương chay quá, trời thương luôn cô chú ơi. Ngọc cô gửi cái câu hỏi nha. Cô hỏi hả, Ngọc ơi, bán dị hoa nghỉ tay còn bán gì nữa không? Cô nói con đi đâu? Rồi đi lại đót hả? Ngọc nói còn. Cô hỏi, cô hỏi bán gì, bán chay. Cô chú nào mua không mua giùm nó. Cô hỏi bán thì con bán thì tôi mua á. Thôi trời ơi, bán luôn á. Ta chưa tới đang là hai tay rồi, thấy em con gái gì mà thân thiện dữ sợ không? Hello. Hello. Thấy chưa, thương không? Không hỏi mày là công chúa hả? Nên không, nó là Anna với Elsa. Wow, you're spinning. You're beautiful. A beautiful princess. Say thank you. Louder. Thank you. You're welcome. We'll see you. Ông nói cảm ơn, nói cảm ơn lớn lên. Trời thơm quá. Gió thổi thơm mùi nước quá, thơm mùi sông quá. Ủa ba chai đâu rồi? Bây giờ cái chiều giờ nè. Gió thổi mát ghê. Ngồi thì lát rồi này kia nọ, ngồi tu tâm dưỡng tính đồ này kia là đã lắm luôn. Chai ơi, con làm ơn con quay lại giùm cho mẹ đi con. Quay lại đây con. Kêu mẹ kêu quay lại đây chứ còn mẹ không có kêu là cái gì vậy. Bây giờ á hả, mà làm cái gì sai á. Hai ai nữa đây? Trời ơi, nó hai ông kia nữa đó. Bây giờ mà làm cái gì sai là Ngọc chỉ cần hỏi tà chay tại sao. Mẹ con xin lỗi mẹ, con mốt con không dám nữa. Nên lỡ nó lỡ đụng cái đầu Ngọc, hay là nó gỡ đá vô cái mặt Ngọc, hay là nó đá vô cái... làm, nói chung là lỡ làm gì cho mình đau đi, là nó vậy đó. Hello. How are you? I'm good. How are you? Hi, cutie. What do you eat? An ice cream? Good. Ông em này giờ đi làm về đó. Hỏi ra hi cutie có nghĩa là chào, chào dễ thương. Mẹ ăn gì dễ thương. Say I'm eating ice cream, JD. You gotta say it. I see that. Rồi anh kêu nó nói rồi nó mới nói lên là con đang ăn ice cream, chứ ông nói ừ tao thấy rồi, có được không? Người ta hỏi là thì nó không trả lời. Ê lại đây đi trai. Rồi thôi đi luôn đi nha. Rồi có tướng đi rồi, có tướng chạy kìa. Trời ơi, muốn lại đạp cho đít cái cho té không.
Tướng tại muốn đạp cho té dễ sợ. Đó đó, từ từ. Ơ ơ ơ ơ. Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Cái môi chị bên đây tái mét rồi, biết sao không? Tại ăn kem nó có như màu á.